Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, hôm nay ngày 20 tháng 7 năm Quý Mão, đạo tràng Sen Trắng, chúng con ở phường An Sinh, thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương, nay trước chánh điện oai nghiêm thanh tịnh, chúng con xin dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà. Kính bạch chư tôn đức, trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại đạo tràng Sen Trắng, nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, quý thầy đã quan lâm về ngôi nhà chung. Những người con Phật chúng con vân tập về đây được kính quý thầy trong ống ánh hào quang của chư Phật, tỏa hương thơm giải thoát với màu hình y của chư tôn đức, tóc từ bi rực hồng, giới tinh huệ đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý thầy, đã làm thiêu rụi những đám cỏ phiền muộn trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành thân đốt lén tâm hương, cúi đầu dâng niềm tôn kính, đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính bạch quý thầy, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, không biết chúng con đã tạo được phước duyên gì trong vô lượng kiếp mà nay chúng con được sanh làm thân người, lại sớm được gặp Phật pháp thấm nhuần sự giáo hóa của thầy tổ. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với tam bảo. Hôm nay dưới mái nhà chung, một ngôi nhà nằm nép mình bên sườn núi thơ mộng của khu di tích lịch sử đền Cao, chúng con được quý thầy bố thí cho chúng con những điều Phật dạy, nói và làm những điều Phật làm, để tương lai cùng làm Phật ngõ hầu thế giới hòa bình, nhân gian an lạc. Hôm nay quý thầy trở về ngôi nhà chung, ban bố cho chúng con một thời pháp, nơi đây là ruộng phước điền cho hàng Phật tử chúng con gieo duyên lành với tam bảo, với Phật pháp, và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo pháp và thể hiện tinh thần chánh pháp. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, hạnh phúc thay được học cách hiểu và thương, hạnh phúc thay được hành trên con đường giải thoát, hạnh phúc thay có Phật dạy con thoát luân hồi. Sung sướng thay giữa đời ngũ trượt ác thế mà dấu chân hóa độ của quý thầy vẫn dập dìu xuôi ngược chẳng từ lan. Quý thầy là hiện thân của Bồ Tát Hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vượt vòng sanh tử đổ tha, để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức, chúng con toàn thể Phật tử đạo tràng Sen Trắng, trong lòng cũng như trong ý, với tất cả tâm thành sắm sửa trai riêng, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuật, quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn mãi mãi ở thế gian, để làm lợi lạc hữu tình. Chúng con cũng cầu nguyện trên chư tôn đức tăng ni pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mắt cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt lòng chúng con, là con thuyền thanh hương để đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, người còn được tự
thượng nguồn mưa pháp. Phát nguyện tu trì người qua đời được ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi, ai lân mẫn nạp cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô công đức năm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà. Con hạnh phúc khi gặp thầy dẫn lối, giữa cuộc đời đầy bóng tối si mê, theo chân thầy con cứ chọn lời thề, cùng tu tập để hướng về vô ngã. Lời thầy dạy là những điều vô giá, tình thương thầy như biển cả bao la. Với chúng con, thầy là một người chân, lòng tôn kính không bao giờ nói hết. Bước chân thầy từng ngày đi không mệt, bởi lòng thầy đặt hết ở chúng sinh, mong tất cả cùng tới ánh bình minh. Nên thầy đi không lề chi vất vả, khi theo thầy con hiểu về kết quả là con đường bát chánh đạo sâu xa. Hiểu được rằng Phật vĩ đại bao la, và thế gian chưa ai sánh bằng được. Khi theo thầy con hiểu đời ô trược, con phải biết học cách để yêu thương, bởi thân này chỉ là một khối vô thường, chết khi nào không thể hồi toan tính. Khi theo thầy con hiểu về thiền định là con đường đến vô ngã tử bi, bỏ lại hết những tham hận sân si, về với Phật nhẹ nhàng xem thân nhát. Khi theo thầy con nguyện mình là cát, nguyện suốt đời học hỏi mãi không thôi. Con hiểu rằng giữa dòng đời trôi nổi, gặp được thầy là phước từng gây tạo. Nguyện Phật tử đang soi sáng trên cao, cho thầy con có được nhiều sức khỏe, cho chúng con ngày càng thêm mạnh mẽ, để phụ thầy đưa chánh pháp lan xa. Rồi ngày mai tinh cầu sẽ nở hoa, vì muôn loài đều quy trong chánh pháp. Như lòng thầy vẫn từng khao khát, giữa cuộc đời đầy ánh nắng bình minh. Nam mô Đại Hiếu Hùng Kiền Thiên.